Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc cho các bạn nghe câu chuyện Hổ, Gấu, Biết Đi Kè, Voi Biết Bay. Vào năm ấy, ở một làng nọ, dân cứ bị đói khổ mãi vì đàn hổ đói về phá hoại. Hổ bắt trâu, lợn gà, bò để ăn thịt. Mẹ con nhà bà Hóa kia đã gài cửa kỹ từ chiều tối, thế mà cũng không dám vào bếp nhóm lửa vì bà lão đã nhìn thấy con hổ to nằm phục ngoài vách từ chập tối. Trong vùng có một anh trai tên là Báo. Báo tinh nhanh, sức khỏe, hay giúp đỡ mọi người. Báo và nhà bà Hóa. Báo nói thật to, cốt để hổ rình sau nhà nghe tiếng. Cả ngày mai thôi, bao nhiêu con hổ ở vùng này sẽ chết hết. Trời đã bảo vua thủy cho nước dâng lên làm chết đuối hết hổ. Hổ nghe thấy liền hoảng hốt nói: Ông Báo ơi, tôi đây. Ông có cách nào giúp tôi khỏi chết đuối không? Có chứ. Không, nhưng phải nghe tao. Nghe tao thì vào đây. Hổ đi vào nhà, nằm phục xuống trước mặt Báo, sẵn sàng nghe lời Báo nói. Mày muốn được tao cứu thì bây giờ mày đứng tựa vào một cái cột kia để tao trói chặt mày vào cột. Khi nước lên đến đâu thì cái cột nhà nổi lên đến đấy. Thế là mày thoát chết. Thế thì ông trói tôi lại, mau lên, tôi sợ chết lắm. Báo lấy cái thừng dây của nâu, cụ nâu quấn nhiều vòng trói chặt hổ vào cột. Đến khi hổ không cựa được nữa thì báo lấy con dao và cái búa ra, gãy hai hàm răng của hổ, lại cặp rút hết cả móng vuốt ở bốn chân hổ. Hổ đau quá giống lên. Xong xuôi mọi việc, báo nói: Bây giờ thì tao làm thịt mày, bởi vì mày đã ăn thịt bao nhiêu trâu bò lợn gà, lại phá hoại mùa màng, làm cho dân làng tao khổ. Ông Báo ơi, tha cho tôi. Mày muốn được tha à? Con trâu nhà tao mày đã ăn thịt mất rồi, bây giờ mày phải đi kẻ thay trâu nhà tao. Vâng vâng. Thế rồi mấy hôm sau, họ khỏi vết thương ở chân, ở mõm. Người ta thấy họ nghè nghè làm lũi kẻ ruộng cho nhà Báo. Gấu ở trong rừng xa thấy họ đang vò cỏ kéo kè. Gấu cười nói: Chúa Sơn Lâm mà phải đi kéo kè cho thằng người nhỏ bé thế kia. Họ nói: Ông Báo nhỏ bé nhưng trí khôn ông đấy to lắm. Tôi mất răng không nhai được thịt, tôi phải kéo kè cho ông ấy để lấy cái ăn. Gấu ngẩn ngơ bảo họ: Hôm nào cho tôi gặp ông Báo để tôi xin ông ấy cái trí khôn, có được không? Hôm đó sau khi đi kè về, họ kể với Báo. Báo bảo ngày mai gọi gấu đến đây. Hôm sau, Báo tìm một cái cây rỗng chui vào để đợi gấu. Họ dẫn gấu tới, gấu hỏi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình xin đọc tiếp cho các bạn nghe phần 2 của câu chuyện Hổ, Gấu Biết Đi Kè, Voi Biết Bay. Ông Báo đâu? Họ chỉ vào gốc cây nói: Ông Báo ở trong đó. Gấu cười vẻ chế nhạo nó: Nói đùa à, làm gì con người ở trong gốc cây, chỉ có tổ ong trong gốc cây thôi. Họ muốn ăn mật ong thì tôi lấy cho. Gấu thò đuôi ngoáy vào lỗ cây ở trong, Báo nhỏ nước bọt vào đuôi gấu. Gấu rút đuôi ra đưa lên miệng nếm rồi bảo: Tớ nói có sai đâu, mật ong béo nhòn như mỡ, thấy chưa? Họ thẻ lưỡi nhấm đuôi gấu, cũng thấy bồi bồi. Gấu nói: Muốn ăn tớ lấy nữa. Rồi gấu lại thò đuôi vào lỗ gốc cây. Lần này gấu thò đuôi dài hơn, được cơ hội, Báo lấy dây cổ nâu trói cái đuôi của gấu vào trong gốc cây. Gấu không thể cựa quậy được nữa, và thế là gấu bị cột lại vào thân cây. Báo ở trong gốc cây chui ra, gấu sợ đến xanh cả mắt. Báo lại lấy con dao, cái búa, vặn hết răng và những cái
vuốt chân của gấu. Gấu rên rỉ, ông báo ơi, thà chết cho tôi. Từ nay mày phải đi cày cho tao. Vâng vâng. Từ đấy gấu và họ cùng nhau kéo cày cho báo. Một hôm voi ở đâu đùng đỉnh tới, không thấy họ và gấu đang hùng hục kéo cày trên nương. Voi lấy làm lạ liền hỏi, sao ai ông lại phải làm trâu kéo cày cho thằng bé tí tẹo thế kia? Gấu thở dài, bác chưa biết đấy thôi. Báo bé người nhưng trí khôn lắm. Voi cười lớn, ôi trời, thằng báo đâu mà ghê thế. Hai ông dẫn tôi đến gặp thằng danh con xem nó có chịu được mấy cái vòi quật của tôi. Họ và gấu kể lại cho báo. Báo nói, hãy dẫn thằng voi đến đây. Báo đào một cái hố sau ngay trước cổng, cạnh khóm mía mật. Rồi báo đặt ngáng cây, lấy chuối phủ kín mặt hố. Voi đứng thững đến, voi vốn thèm ăn, lại thích ăn mía mật nhất. Voi xông vào, quăng vòi ra vặn mía, bốn chân voi thụt ngay xuống hố. Voi ngã, rồi bị chết trong hố, bụng trương to. Những đàn quạ đánh hơi thấy mùi xác chết, cả trăm con quạ chui vào bụng voi, mỏ ăn hết ruột gan, còn lại cái xác rỗng không. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 3 của câu chuyện Hổ gấu biết đi cày, voi biết bay. Báo đan hai chiếc giỏ to, một cái úp vào mõm voi, một cái úp vào đít voi. Thế là những con quạ cứ ở trong bụng voi, không có đường nào bê ra được. Báo nhảy lên lưng voi, cầm roi quất mạnh hai bên sườn con voi. Ở trong bụng voi, đàn quạ thấy tiếng động, đua nhau cất cánh toán loạn. Thế là xác voi cứ bê bổng trên lưng trường trời. Báo cưỡi voi bê đến dinh cơ chúa đất ở trong làng. Khi báo dừng đập roi vào sườn voi, đàn quạ lặng im không vỗ cánh. Voi từ từ hạ xuống đất, ở dưới đất đang có đám hội. Chúa đất ngất ngửa ngồi uống rượu giữa đám đông, xung quanh cờ bay và chiêng trống rộn rã. Thấy báo đang cưỡi voi đỗ xuống, chúa đất hỏi, ngươi có gặp bố mẹ ta ở trên thiên đường không? Có, hai cụ cũng trông thấy ông ngồi uống rượu ở đây. Chúa đất cười to, đứng lên nói, thế là người cho ta mượn con voi để tao bay lên trời chơi với bố mẹ một lúc. Được thôi, ông cưỡi voi lên đến giữa trời thì ông tháo cái giỏ ở mõm và đít con voi để voi nhìn thấy cổng trời mới đưa ông về nhà với bố mẹ được. Nghe rồi, chúa đất nhảy bỗng lên lưng voi để bay lên trời. Đàn cạ trong xác voi lại vỗ cánh bay liên hồi, nhấc bổng voi lên cao tít tận không trung. Chúa đất nhìn xuống trần gian thấy mờ mờ lắm, hầu như không nhìn thấy nữa, chắc sắp đến cổng trời. Chúa đất làm theo lời dạy của báo. Đàn quạ trong bụng voi thấy hai cái lỗ hổng có ánh sáng, liền chen nhau ra bay đi hết. Xác con voi xẹp lại, còn chúa đất rơi thẳng xuống biển. Chúa đất chết mất tích. Đám hội trong làng ở dinh cơ chúa đất đợi mấy hôm chẳng thấy chúa đất cưỡi voi trở về. Ai cũng đồn chúa đất lên trời gặp được bố, mãi vui nên quên đường về. Cả làng ấy tôn báo lên làm chúa đất, dân làng mở hội ăn mừng chúa đất mới. Và câu chuyện Hổ gấu biết đi cày, voi biết bay đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.